بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Phép tắc tắm. Tắm là do nước ướt toàn bộ cơ thể bằng nước sạch với hình thức riêng phù hợp với các điều kiện và nền tảng. Tắm có lúc là bắt buộc, chẳng hạn như là tắm junub và tắm sau kinh nguyệt. Và tắm có khi là khuyến khích như tắm trong 2 ngày Eid. Và việc tắm có vài phép tắc bắt buộc, gồm tắm ở nơi kín đáo, khỏi tầm nhìn của mọi người. Như ông Ya'la kể, khi thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam nhìn thấy một người đàn ông đang tắm ở một nơi trống trải và không mặc quần áo, thế là người đã bước lên bục giảng. Sau khi tán dương và tụng niệm Allah thì người nói: Inna Allah azza wa jal hayyun sittirun yuhibbul haya was-satr fa idza tasala ahadukum falyastatir. Quả thật Allah hùng mạnh và toàn năng là đấng hayyun sittir, Ngài yêu thích tính hổ thẹn và kín đáo. Vì vậy khi ai đó tắm thì hãy kín đáo. Abu Dawud ghi và Al-Albani xác thực là sahih. Trong những phép tắc tắm là tránh phung phí nước và xối nước một cách không cần thiết. Bởi Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã cấm điều đó qua câu nói: Innahu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduna fi at-tuhuri wad-du'a. Rồi đây trong cộng đồng của ta có nhóm người quá đáng trong tẩy rửa và cầu xin. Abu Dawud ghi và Albani xác thực sahih. Theo đó, tất cả học giả Islam nhất trí rằng không được phép lãng phí nước ngay cả ở trên bờ sông. Trong những phép tắc tắm là bắt đầu lấy wudu trước tiên và cố gắng tắm sao cho hoàn chỉnh bằng cách dội nước khắp cơ thể sao cho thấm vào da và chân tóc. Theo mẹ của tín đồ có đức tin bà Aisha radiyallahu anha đã kể, trước đây, khi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam bắt đầu tắm junub là người rửa hai bàn tay trước tiên, rồi người lấy wudu như để salah, rồi người dùng các ngón tay mà chà lên đầu để thấm vào da đầu bằng ba bụm nước, rồi người tắm ướt toàn bộ cơ thể. An-Nasa'i. Đây là cách tắm theo sunnah của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wallahu a'lam.